Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 19 giờ tối ngày 27 tháng 12, tại một trung tâm sửa chữa xe máy ở số 176 phố Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn rồi lửa bốc cháy dữ dội. Vụ nổ lớn khiến trung tâm này bị xé toang, nhiều tấm vỡ bay ra xung quanh làm người dân hoảng sợ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt. Cảnh sát sau đó đã phong tỏa hiện trường, đồng thời phá mái tôn để tiếp cận vào bên trong. Bên ngoài có hàng trăm người dân đứng theo dõi. Theo lực lượng chức năng, vụ cháy nổ khiến 3 người bị thương. Hiện công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ lớn này.